Mấy anh em nào mà đang đi rừng mà cần tiếng của con sóc bông dạ đỏ, sóc bông bụng đỏ, sóc bông cái con trong màn hình nè anh em. Cái tiếng này là cái tiếng của con cái nó đi tơ, cái kiểu kêu chịu đực á anh em. Cái tiếng này mở lên là sóc nó đến rất là nhanh nha, cả sóc đực sóc cái nó kéo lại cả bầy luôn nha anh em. Anh em nào cần bản gốc mà không bị chèn nhà thì liên hệ số điện thoại của Thuận để Thuận tư vấn cũng như là cung cấp file chuẩn cho anh em, bán cho anh em. Mấy anh em nào cần thì liên hệ số điện thoại nha. Cảm ơn anh em. Đây là tiếng sóc bông dạ đỏ, sóc bụng đỏ đuôi bông. Tiếng này là tiếng mới và hiệu quả nhất hiện nay. Tiếng gọi kêu đi tơ, kiểu gọi chịu đực giao phối, thu hút những con đực cái tới rất nhanh. Tư vấn thêm. Anh em lưu ý những bản nhạc.